chỗ đấy chắc đá mặt thì cháu chắc sâu xuống nữa. Vâng vâng. Như thường thường làm cái lồ này lâu nhất nhỉ? Vâng. Đất thì cứ thế khoan luôn đúng không? Mịn. Trên thợ vực đợt này chắc làm nhiều nhà, khoan nhiều giếng nhỉ chú nhỉ? Đúng rồi, dễ câu rồi đấy rồi. Đào bị câu. Bây giờ hết cùng quanh. Ôi đứa rồi. Rơi rồi nó lại đi. Rôn người mét ở đây. Mét. Sâu. Cái này thì chủ yếu là chuẩn bị lâu chứ còn khoan thì mất. Phải là cái con giá của nó bao năm nay rồi. Ngày xưa toàn 2-3 người nhưng bây giờ chỉ một người thôi, bởi vì giá pha chè uống được không? Không. Tầm nước ngọt này vẫn pha chè bình thường, nhưng tầm sâu thì không uống được. Tanh. Tầm sâu nước đen xì. Không, nó mặn. Đây là làm quả lồ. Tức là tầm sâu ấy là nó chỉ bơm lên là nó ngả màu lên hến. Đỡ mặn hơn tầm lông này. Cái này ấy làm quen ấy mà tầm lông tầm cát của nó không có là lông mà nó như nước như này. Nhưng mà là nó chỉ mỗi là đỡ mặn thế nào. Cái này đọc là trong cái nguồn như cái nọ kiểu như nó trong trắng. Không bao giờ nó được trong như tầm lông này. Nó tầm lông này đấy chính anh em phải hiểu. Phải cái này là bán lọc trong xanh nhưng mà ngược lại nếu bơm để thì là nó vàng khựa luôn. Đấy, nước sâu thì bơm lên là để cả màu nó hến. Nó là giống như vậy. Nó sâu là như vậy. Đây nước này lông này có thấy đâu. Nói ở bên ngoài này bác nói là xa nói là cái này nếu nước ngoài cũng biết tân được đấy. Gọi Hoàng. Nước là tuyệt vời luôn. Hầu nước vứt hết. Bên vực thì nước nó ngon hơn ở đây. Cái nơi nào nhiều cát này. Không, bên vực nó phải 50 mét mới có nước. 50 mét. 2-3 mét còn 10 triệu không còn có nước. Đấy, đâu phải, như ở đây có cả tầm này, cả tầm sâu. Đây, ở đây 2 tầm có nước. Đấy, cả tầm sâu và tầm nông. Hôm qua bên kia. Cứ nói ngay này. Từ cầu quá trượng lên. Khoan bảo hư là chỉ biết là không phải không. Trên trên không có nước. Không có nước. Trên không có cát. Xuống sâu rồi. Nếu ép tổng ở trên quá trượng 15 mét thì tôi ở đây 6-7 mét là kịch. 6 mét. Đấy ép 6 mét là kịch rồi. Nó cát rồi là không ép được. Có cát là không ép được cọc rồi. Cọc nắm được. Như từ bãi thượng lên ngũ luân chân quang. Thợ bực.
bơm trứng to là không bơm ở khoan được, mà không có cát là không bơm. Có lấy thêm được không chú, để cháu đi moi thêm. Trứng to thì nó nhiều cát, nó nhiều nước. Có cát thì cháu cắm vào rồi. Tiện nhỉ. Cho luôn hay đầu ấy. Cái này là cái gì? Khoan đi, khoan đi. Chọc ơi. Thế có cần phải cái chó rưỡi không? Hay nhỉ. À cái này giống cái kiểu cái van hồi trước là mình hay chó đấy, loại thay cái chó. Cái bơm tay ấy nhỉ? Con chim. Mày đi ngã đâu ấy? Để phải cưa đôi cái đấy ra chứ. Đôi. Một. Mình như bây giờ. Cái gì mà đứng này. Ngập cái quãng này chính là nhà uống nước ngon không gặp gì chưa, nó là cái ao nước còn trượt lên nước chính đang nhựa ấy chắc nhỉ, cầm khoan. Chảy là khi đường thì không phải gắn keo thì khoan được. Thêm đồ thì xong rồi. Ngược bên này là có tiếng cát. Ngược bên này là 30 mét rồi. Vâng. Cầm cái số xăng mới.
Nuôi chú mòi ở tới nước. Mòi tới nước. Nước à? Nước toilet. Không cái nước ấy rồi. Nước à. Bình thường ấy, bình thường họ phải cho vào cái bể nước mưa này, nhà mình ấy phải ngâm mấy ngày. Nhà Hà Nội làm sao nó có bể? Ai mà chú Hà Nội, Hà Nội bể to rồi bể quê. Hà Nội ở như mà lòng đất ấy, nó bơm vào đấy cho người ta thấy không? Cứ tháo nước máy ra là nước máy. Nước máy này đâu? Bao nhiêu một mét? 50. Cho xuống lòng đất cho lại bơm lên kết, kết xuống đấy. Chúng tôi tưởng là nó bơm trực tiếp vào nhà máy. Trực tiếp vào mất nước rồi chết toàn. Cầm nghe đó. Vẫn đưa liên tục ấy. Vẫn đưa liên tục ấy. Vẫn đưa liên tục ấy. Vẫn đưa thì cao đi cái giày linh trong đấy bao nhiêu đấy? Quan dưới rửa. Quan quan to thì quan to lớn nhất. Quan ông to. To đấy quan nước. Không đi được. Con to anh trong nhà. Con to được. 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 Con to sạch nhưng mà tanh lợ giặt không xây được hết cái phòng khách này làm cái bể này tốt. Người ta không đi đấy. Cái bao giờ nó mà có nước thì mình biết. Nó biết. Nào, theo ngã nhau đi. Đi sang bên này. Khoan này mà vào cái mạch ga ngon nhỉ? Đi lại đi, đi lại đi. Đó, chú là này khoan có vào ga không? Giếng vào ga à? Khoan được cả ga kìa. Nhưng khoan phải sâu à hay thế nào? Đấy? Ống ngầm à? Đâu ngã thằng tin. Thế đi sang nhà tin mà chơi. Bên này đừng ấy chơi đâu, đi sang nhà tin. Đi về nhà tin chơi. Đó, anh tin nó về rồi đấy, đi đi. Yeah. Cường ơi, dẫn sâu mấy cái tin về nhà nó không lại. Đấy, về nhà tin chơi đây. Không nhà con chúng ta ai nhà. Bùn đất lên đấy gì? Nước thật người vào thì cũng to không chú. Để mãi như hết. Toàn hốt.
Ai đây? Ông át trông tin nào? Một cái đẩy đi là bẹt dí. Ô thịt chú ơi, cái ống thì mình vẫn phải dùng ống con kia để hút nước lên à? Thế... nha, dùng ống này luôn à? Trực tiếp ống này? À... thế... cái cút kia xong mình lại đấu răng cái loại nhỏ à? À... cháu lấy máy ở trong nhà cháu. À, như thế xong lại cho đoạn ống dài vào. Rồi. Rồi. Ngày hôm nay còn có giếng nào khoan được chứ? Thôi à? Không. Đào sâu rồi. Bây giờ ấy kể hôm nào cũng kể ngon thì ngon. Ừ. Không hỏi bảo Vinh ấy thì bảo khoan với ông chủ. Không mà không khoan. Công an thì bảo chưa khoan. À. Trước không khoan là nhà Vinh mà. Vâng. Nhưng mà chắc ông đấy ông ấy bảo là chưa đến ngày chắc ông ấy chưa khoan. Ông bắt đầu làm đấy chở ông ấy chú chở sắt cho ông gì đấy này. Vâng. Chở sắt nhà ông gì hay góc này. Chú đi chở sắt kìa. Ông đồng suốt qua suốt. Hóa ra đa ngành đa nghề thế nhỉ. Chưa từng. Thì là ở bên thì bảo khoan kia bảo kia. Có hôm nào chú rút nhầm mà rơi tọt ống xuống nhá. Lúa gạo ở nhà đi bán. Trưa thì mất mát nhưng bây giờ ít. Vâng. Thứ nhất là cái mang tiếng. Vâng. Cái mô tơ bơm của mình này thì cái giỏ như cái giỏ ngày xưa ấy, giỏ dưới thì hay ỏng, cái giỏ này chẳng biết nhà nào cưa. Ốt thì cái ống này là nước à, bơm trực tiếp từ dưới lên.
nó nạp luôn cả nước lên. Nước làm trong đấy luôn. Nạp luôn theo ống này như bảo như ống đẻo thì không dám. Ống đẻo đi là như như cái ống mà chú bảo 1 triệu này là không không dám làm như thế gì. Ống phải ống ngon, ống ta mới không bóp. Bong C1 là ngon rồi. Không, cháu biết rồi, thôi cái đấy không cần. Cứ tin tưởng nhau rồi. Không phải. Nhưng mà có phải dùng cái cút khác không? Hay không thôi, cái đấy được, nhưng mà khi làm điện nước thì phải đúng đồ tiền phong. Vâng. Bán cái cút để lại. Bán cái cút đường chanh, bán cái ống ở ngoài, có khi nó ăn lại cút. À. Thế mình phải đi xem cái cút chỗ nào gì anh mua. Không, đúng đồ tiền phong. Cút này tiền phong là đã nhập 1.800 bán 2.000, nhưng cái cút khi nó nhập mấy trăm bán 2.000. Vâng. Cái này là mấy nghìn. 2.000. Đó, nói chung là 1-2 nghìn. Chú bán cả sắt này, cả gạch này, tôn này, ống nước này, điện nước này. Dương à? Hay nhà là lượng từ đầu trên. Lượng à? À còn dương thì nó lộ cộ này. À. Dương thì toàn cái ông thợ xây cái kéo nó mình giới thiệu ông nó phần trăm. Vâng. Và cháu đi mua các thứ cháu đi tham khảo. Vâng. Ông ở trên đầu trên. Vâng. Lượng à? Vâng. Người ta bán hàng thì người ta phải nói dương thì nó mới ra nó macro. Nhưng ông ấy làm lâu rồi mà. Nó mới ra được 2-3 năm nay. Ông kia ông làm bao năm rồi. Nhà bên dưới là nhà Lượng à? Lượng ở đầu đằng chợ ở kia cũng ở bán đường. Đằng ấy có hai hiệu to. Kết thúc của cái giếng. Chú ơi, liệu khoan như thế là có nước chưa? Dạ. Một cái răng nữa xong rồi. Thôi chú cho cao lên 30 phân nữa. Từ đấy lên 30 phân nữa. Đấy, cho lên tới đấy. Hay cho thêm tí nữa nhỉ, còn bao bởi nhà cháu thêm một cái răng chống thấm nữa. Xong lại còn đàn nữa. Vâng rồi. Tầm nước này vẫn tầm nước này 30 mét thì càng ấy. Đã xong. Nắng nhiều. Đây là giếng. Nó cạn thì chỉ làm được nước tầm đấy. Và bây giờ chúng ta nước lên tới đây nhá. Đấy. Quả chó lên tới mặt đất luôn.